Những cánh hoa hồng này cũng tàn phai, người ấy sẽ đi thật xa bỏ tôi ở lại. Điệu thuốc anh tăng khi nghĩ về em, thật đớn đau lòng khi thấy em khóc dường như quá vô vọng. Anh đã nhiều lần hỏi em rằng tại sao, câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, tình mình còn đang ấm êm sao vội búng tay ông muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng một người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh mỗi ngu anh chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bây giờ. Rằng tại sao câu trả lời chỉ khiến tim anh thêm nghẹn ngào. Nào ai muốn làm người thầm lặng phía sau, nhưng vì yêu quá nên anh chọn những đớn đau. Sợ mình phải kết thúc rồi hai người hai lối riêng, tình mình còn đang ấm êm sao vội búng tay ôm muộn phiền. Đoạn đường anh đi sau đó chẳng có em kề bên, phải quên dần những thói quen và sợ rằng người khác từ nay sẽ ôm lấy em, để rồi họ thay thế anh. Mình anh mỗi ngày chẳng biết phải làm gì khi em muốn buông tay. Kết thúc chuyện tình yêu mình bây giờ. Hello, hello, chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp nhau. Hôm qua thì có một vài thành phần trẻ trâu, thế nên là thầy chưa chia sẻ với em cái kia giải nhanh phần bấm máy caso phần này được. Thế nên là qua nhiều đứa về xong nhắn tin nhiều quá, nay like cho. Các bạn xem về xe live stream về giúp thầy nhé, để cái lượt view nó tăng lên. Thầy sẽ chia sẻ với em nhiều cái skin giải nhanh hơn. Được chưa anh em ơi? Hello Annie Nguyễn này. Chào Nguyễn Khánh nhá. Chào Thư Lăng. Các bạn share về nhá. Đủ 200 view thì thầy sẽ giữ lại like, còn dưới thì sẽ bị xóa đi thôi. Cái đấy đơn giản mà. Cơn nước gì tầm này 12 giờ. Sao nhà các em hay ăn cơm tầm này á? Ăn gì mà ăn sớm vậy? Nhà thầy toàn tầm 12 giờ ăn cơm thôi. Nay like có mỗi câu mà, 5 phút xong, đơn giản. Skin đảm bảo đẹp dai luôn anh em ạ. Hello Hoàng Thị Bảo Trâm này. Chào Tú Nghĩa, chào Hoàng Dũng. Các em tag mạnh bạn bè vào nhé, để thầy giữ lại like cho. Like hôm qua là nó biến mất rồi. Hello Nguyễn Văn Tân. Chào Hoàng Khánh này. Thầy vừa mới ăn sáng anh em ạ. Chúng mày đã đòi ăn trưa rồi, đúng là con lợn. Được chưa? Hello Anna Uyên này. Tên gì lạ thế em. Hello Hiển Nghĩa. Chào Xuân Trường. Chờ Ngô Tiến Phát. Giờ này cơm nước gì? Kệ, thằng nào ăn cơm kệ cụ nói em ạ. Like xong rồi mất skin rồi. Khỏi tiếc nhá. Đúng rồi. Đến giờ này thì thầy quẩy mỗi câu này thôi.
Tập này cơm nước gì đúng không? Toàn bọn rớt rãi. Ông giáo vừa mới ăn sáng xong chúng nó đã đòi ăn trưa rồi. Hello Huyền Trang. Bạn xem về giúp thầy nhá. Để trên 200 thì cái đấy là quy luật của thầy rồi. Trên 200 thì giữ lại like của em thôi. Còn dưới 200 thì cứ auto mất like. Không lại đến lúc sau like lại hỏi. Bé lắm. Và thầy đảm bảo với các em là skin chỗ này làm gì chỗ nào có. Ở trên mạng chưa thể có đâu. Vì cái skin chọn hàm trong tích phân này là xuất phát từ ở bản link là ông giáo thì ở trên mạng fake 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 toàn giáo viên thấy chỗ nọ hack chỗ kia hack, mà cái phong trào hack là ông giáo đẻ ra, thế đích nào chỗ nào thấy hack đến lúc chữa đầy minh họa đích thấy ông nào, đích thấy ông nào bấm máy cả, ông nào thấy chưa tự luận vãi cả trưởng. Hello Nguyễn Văn Tân, đủ chưa các em ơi? Đấy, thế nên là các em phải phân biệt được hàng thật bao giờ nó cũng phải khác hàng fake các em ạ. Nhá, hôm nay không quảng cáo đâu. Thôi quảng cáo gì tầm này, mệt rồi các bạn. Quảng cáo từ quá đến giờ rồi, thằng nào nó thích thì nó học thôi, nó thấy hay, phong cách hay thì nó đăng ký, đơn giản như thế thôi các bạn. Hợp thì mình yêu nhau thôi, còn không thì chia tay. Bộ giáo dục đang xem à? Kệ. Đấy, bộ có đang xem thì có fix thì cũng không kịp đâu các bạn. Tất cả những cái skin phần này thì thầy đã ra từ rất sớm rồi. Có thay đổi một vài cái thì nó chả ảnh hưởng gì cả. Đấy, các bạn xem về giúp thầy nhá, dụ bọn đó đã thôi, hôm nay quất có mỗi câu 48 này đấy, mình dẫn em cách bấm máy cái phần này luôn, trên mạng toàn chữ tự luận và mấy hôm thấy toàn hack nọ hack kia, cuối cùng đến đề thi thật ra chả thấy ông nào hack, mệt thực sự. Hello Tần Thống, hello Hiền Trang. Sau cái buổi live hôm nay mấy hôm sau lại thấy ông nào cũng hack. Vãi cả trưởng. Thời buổi bây giờ nó hàng thật giả lẫn lộn các bạn. Các em phải phân biệt được hàng lean. Ở trên Face làm gì có ông nào hack câu này đâu. Chưa thấy hack. Cái trào lưu skin giải nhanh với lại hack hack này thì làm từ năm ngoái rồi. Năm nay thì mấy ông bắt trước. Hello bà Tuân. Đủ chưa các em? Xe về nhá. Đủ 2 lít thì xe like tầm này là hơi ít. Có mấy con lợn nó ham ăn, nó đang ăn như lợn này. Skin nó không thèm búp thì kệ cụ nó em ạ. Thôi mình chữa nha, chữa câu này nha. Thì cái bản chất của câu này nó skin cái caso phần này này, nhìn nó rất ngắn gọn nha. Câu này có 48, nó là một câu gần như kiểu câu khó nhất đề đấy, có được chưa? 48 câu này cũng gần tương đương câu khó nhất cái đề minh họa này rồi. Thì thầy sẽ hướng dẫn các em cách bấm câu này đẹp dai luôn các bạn, câu này chỉ tầm phút đấy, phút đẹp dai luôn đấy, ăn 9 điểm đơn giản các bạn, 10 điểm thủ khoa là đơn giản. Anh em cứ từ từ thấy chưa, tự luận á, tự luận lan qua chữa rồi mà, tự luận có 48 hôm qua thì lan thì chữa rồi, tự luận hôm qua thì thầy làm tự luận có 2 phút là xong đúng không, tí đấy chị em nhìn thấy các giáo viên khác cũng lan nhiều rồi mà, toàn lan tự luận chữa đều mỏ ra mấy trang giấy, thầy lan có hôm qua thì chữa tự luận có 2 phút tí xong mà đúng chưa. Nhưng mà cách caso bấm máy phần này còn đẹp dai hơn nhiều, còn mỗi câu này thôi. Hôm nay quất đốt câu 48 thôi nhá. Được chưa? Một câu quẩy 5 phút các bạn xe về giúp thầy đi. Đẩy lên 200 thì thầy sẽ chia sẻ của em và giữ lại like cho nhá. Không thì tí nữa like xong đã ăn cơm. Ơ thầy ơi like đâu? Hỏi hồn nhiên vãi trưởng. Đủ chưa các em ơi? Xong chưa? Đấy, thì chúng ta sẽ hướng dẫn cách làm câu 48 này. Nó cho một cái hàm số liên tục trên R này. Liên tục trên R này, thỏa mãn một cái biểu thức về 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 hàm số. Đấy, biểu thức về hàm số. Và nó bắt tính cái tích phân này thôi. Vậy thì cái phần này nó có một cái key rất là quan trọng, đấy là gì? Các em phải xử lý được cái phương trình số 1. Xử lý được cái phương trình số 1, tìm được fx. Đấy, làm sao làm rút ra được fx cho thầy. Đấy, được chưa? Xử lý phương trình số 1 rút ra được fx. Có fx ném vào. Ném vào cái tích phân này bấm máy vạch phát ra đáp án. Vậy thì tìm fx kiểu củ cải gì? Ok chưa? Ok chưa? Nhá. Đấy là cái phương pháp dùng caso. Thì làm sao để tìm được fx đây này, bây giờ hướng dẫn này. Được chưa các em? Hello Phạm Thanh Thảo nhá. Sau hôm nay anh em xe về mạnh lên để cái bản chính nó phải mạnh mẽ lên chứ, thế đích nào mẹ thầy không phải chuyên marketing, thế nên là mấy hàng fake thế đích nào mà nó còn nổi hơn cả bản lean là chúng mày là rất ai lắm. Được chưa? Hãy tác bạn bè vào đi giúp thầy đi, để lên 200 thì bắt đầu chia sẻ cách mà chúng ta sử dụng cái gazo phần này nhá. Có mỗi câu thôi, quất nhanh là còn nghỉ đây các em. Xong thầy mới đưa đi ăn trưa. Vừa mới ăn sáng xong anh em ạ.
mắt còn đang lờ buồn ngủ ấy này. Mấy hôm nay các ông có cắt được tóc không? Má, tóc mấy hôm nay này, cửa hàng tóc cắt tóc nó nghỉ dịch rồi, đầu như cái tổ quạ luôn, nó tóc dài lắm rồi mà chưa thể đi cắt được. Mình bắt chen kém quá, đáng nhẽ phải trước khi nghỉ dịch nó phải cắt tóc trước anh em ạ. Tóc nó dài cả gang rồi, vớ vẩn, mai theo tôi style búi tóc được. Để chưa em ơi, làm sao để cái bản lean nó phải mạnh mẽ lên chứ, chúng mày để cái bản fake nó quảng cáo mạnh nó lại cao view hơn cái bản 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 gốc, là cuối cùng là lần sau là không nhận được like nữa đâu, không nhận được nhiều skin hay nữa đâu. Nhiều thằng mẹ lớp vãi chứ, sợ xe về bạn mình nó học xong rồi nó giỏi hơn mình thì làm sao mà sau thì làm sao mà tư duy như thế thì làm sao mà tiến bộ được, đúng không? Đấy, chúng ta phải chia sẻ về để thầy chia sẻ với em nhiều skin hay hơn, và mình cũng tiến bộ, mình phải tiến bộ nhanh hơn nó chứ. Mẹ cứ cam 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 ngồi sợ thằng khác giỏi hơn mình thì chắc chắn nó sẽ giỏi hơn mình thật, với cái tư duy như thế em ạ. Thôi chữa nha, chữa nha. Đấy, gần lên 2 lít rồi này các em. Các em kéo thầy view một chút xíu thôi để cũng là một cái động lực. Đấy, vì thầy like như thế này là chia sẻ với em vào những cái giờ hơi hơi đặc biệt một tí đấy chứ, vì tối ở trên Facebook nó lag lắm, tối không like được, tối thầy like trên trên YouTube thôi. Thống nhất về cái lịch like cho các em này. Trên page này thì thỉnh thoảng rảnh như tầm trưa trưa này đấy, tầm buổi trưa tầm 10 đến 11 giờ đấy, rảnh lúc nào thầy sắp xếp lịch thì like, đó vì lịch của thầy cũng hơi bận thì thầy sẽ like cái skin giải nhanh của em nhé, skin giải nhanh đấy chưa. Đấy, nếu chương trình này được ủng hộ nhiều hơn, thầy sẽ làm cái chương trình này series nhiều hơn vào buổi trưa, được chưa? Còn trên YouTube đấy, các bạn nào chưa biết kênh YouTube của thầy, em sắp kênh YouTube nhá. Đấy, thì thầy sẽ live buổi tối, tối tầm khoảng 8 rưỡi 9 giờ gì đấy, 8 giờ đến 9 giờ gì đấy. Đấy, thầy sẽ bắt đầu, thầy sẽ live cho em trên kênh YouTube, được chưa? Thầy sẽ chữa đề thi, một số cái đề thi hot thì thầy sẽ live chữa trên YouTube cho các em cho nó ổn định, vì live đề nó hơi lâu, ok chưa? Đấy là hai cái kênh chính mà thầy like cho các em nhé. Ngoài ra còn cái group ấy, à, các bạn nhận cái thông báo like này, nhận tài liệu trước, nhận tài liệu cộng với lịch, thì các em tham gia cái group của thầy nhá. Đấy, tham gia group thầy ghim ngay trên cái live stream này này. Đấy, các em kéo xuống cái buổi like nó có ngay group bên dưới đấy, được chưa? Để các em tham gia group này để nhận được tài liệu với lịch live stream sớm nhất, ok chưa? Vì các em thông cảm vì cái lịch của thầy nó cũng hơi bận. Đấy, nên là tham gia group này để nhận được cái lịch live sớm nhất nhá. Khi nào live thì sẽ báo trên group cho các em. Vì lịch live free thì không cố định được, chỉ cố định được nhóm VIP thôi nhá. Bánh đậu xanh nhá. Bánh đậu xanh thì thầy live trên YouTube đấy em. Bánh đậu xanh thì đây, ông nào chưa biết cái bánh đậu xanh này này. Bánh đậu xanh nhá. Đấy, ok chưa? Nó có 10 đề. 10 đề và 10 chủ đề, được chưa? 10 chủ đề 10 điểm, ông nào có chắc là biết đấy. Được chưa? Cái này của thầy thì nó đề minh họa ra rồi, nó rất là chuẩn và nó chả sai gì cả. Đấy, nó đổi mỗi thứ tự các câu khó đi một chút thôi, đổi thứ tự 3 câu khó. Hôm qua thầy phân tích cái cấu trúc đề minh họa rồi, bạn nào xem thì sẽ biết, đúng chưa? Ok chưa? Nhá, 10 đề này thầy sẽ like trên YouTube nhá. Ok chưa? Các bạn sắp kênh với lại đặt cái chuông ấy. Ok chưa? Còn 10 chủ đề này like trong like G. Ok chưa? Đấy là hai cái bánh đậu xanh, cái chương trình của bánh đậu xanh. Tuần sau chắc là thầy bắt đầu thì like 10 đề này. Được chưa? Các em làm dần đi để tuần sau thì like chữa cho nhá. Rồi. Ok chưa? Nhiều ông bảo sắp kênh không nhận được thông báo live stream, các em phải chạm vào cái chuông ấy, lúc lúc sắp kênh nó có cái chuông đấy, các em chạm vào nó nghiêng 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 thì nó hiện cái màu đen đen đấy. Đấy là nó sẽ có thông báo hiện về. Còn chỉ sắp kênh không ấy, nó đấy có thông báo đâu. Thôi chữa nhở. Ok đi em, kệ đi, mấy thằng lướt rãi nó lảng vảng được tí thì quan trọng gì, được chưa? Thôi bây giờ đấy là cái nội dung nhá. Đấy, thế thông báo lịch like quảng cáo cái gì đâu? Thông báo lịch like cho bọn mày đây. Quảng cáo cái gì? Từ nãy giờ đã quảng cáo gì đâu? Được thùng mì tôm nào? Thẳng. Chuyên đổ oan cho ông giáo nha. Mà nó tủi thân thực sự. Đâu, bánh đâu, bán đâu, kệ đứa nào cộng tác viên bán sách thì nó tự nó bán, thầy bán sách được mà. Mình like hơi bị có tâm. Thôi này, đấy là cái lộ trình đấy, để các em nắm được lịch từ giờ đến lúc thi, thầy sẽ live cho các em trên page với lại YouTube nhá. Page thì thầy live buổi trưa, còn YouTube live buổi tối. Đấy, cái chương trình skin giải nhanh này nó tồn tại lâu hay nhanh ý, lâu nó ra được nhiều số tiếp theo nữa, đấy là do sự ủng hộ của các em thôi, được chưa? Hôm nay lên 200 thì tối làm phát nữa nhá. Hello Vân Anh, đây gọi tên em đi. Đánh donate à?
Thôi donate chưa mở, donate từ YouTube thôi, rảnh mới mở bây giờ. Nhà không thiếu gì mì tôm, chưa cần nhận anh em ạ. Thôi này, mình chữa câu 48 nhá, mình chữa câu 48 nhá, ok chưa, xong chưa nhờ. Đấy, thì dạy các em cách xử lý phương trình này này. Cái dạng này thuộc dạng chọn hàm nhá, em thuộc dạng chọn hàm, thấy chưa. Đấy, nhiều ông hàm hàng fake thì chọn này, câu này là chọn hàm nhưng nó nâng cao hơn một chút. Đấy, bản chất các em phải nắm được thì em mới chọn được, nâng cao một chút nhá, thấy chưa. Đấy, thì cái câu này nó thuộc dạng chọn hàm nhá các em nhá. À, em chọn hàm fx sau em thế ở đây em tìm được f, thì nó sẽ bấm máy được ra kết quả thôi. Đấy, thì chọn hàm như thế nào, chọn hàm như nào thì em xử lý phương trình số 1 cho thầy nhá. Xử lý được phương trình số 1 cho thầy. Đấy, kéo gần lên 2 lít rồi nhá. Hello Hoàng Dũng này, em cũng muốn gọi tên lượt lại vãi đái. Xong chưa, xong chưa, xong chưa nào. Mỗi thằng gần dụ cho thầy giúp, giúp thầy thôi. Chục thằng thì cái series này nó sẽ tồn tại rất là lâu và các em sẽ học được rất nhiều skill giải nhanh nhá, thấy chưa. Thế thôi, cái gì thế các bạn, nó có mối quan hệ tương tác qua lại với nhau, ok chưa. Còn nó mà lụi tàn thì các em sẽ không được học thêm nhiều skill nữa đâu, ok chưa. Hứa nhá, nay lên 200 thì tối thầy làm một số nữa, được chưa, ok chưa. Đấy là cái thống nhất với nhau như thế đi. Đủ chưa các em nhỉ, đủ chưa nào. Thôi chữa nhá, chữa nhá, không dài dòng nữa, còn đi ăn trưa không lại đói. Bây giờ này, các xử lý phương trình số 1 này như thế nào. Thì bài này nó thuộc dạng chọn fx là hàm bậc 3. Đấy, chọn fx nó bằng ax mũ 3 cộng bx bình cộng cx cộng d các bạn. Đấy, ok chưa các em? Chọn fx là một hàm bậc 3 nhá. Đấy, vậy tại sao lại biết fx là bậc 3? Chẳng lẽ là mò bừa ra, làm sao phải có cái phương pháp gì mới biết được fx là hàm bậc 3 chứ, đúng không? Đấy, em chọn fx là hàm bậc 3 rồi thầy nhá. Sau đó này, sau đó này, em đồng nhất hệ số. Đấy, đồng nhất hệ số hai vế này. Đấy, đồng nhất hệ số nhá. Ông nào giải tích phân nhiều chắc biết cách đồng nhất hệ số rồi đúng không? Đồng nhất hệ số. Em sẽ tìm được bốn hệ số a, b, c, d thì em sẽ có được fx. Và em thế vào đây, chúng ta sẽ bấm máy được ra kết quả ngon lành nhá. Ok chưa? Vậy thì bây giờ thì giải thích này. Làm sao mà biết được fx nó là hàm bậc 3? Đây nó là cái key quan trọng nhất này. Chứ nhiều ông lại giải thích đây chọn hàm bậc 3 đây, tại sao lại hàm bậc 3, đích nói làm sao mà học sinh làm theo được, đúng không các em? Nhìn kỹ nhá. Thì đây này, những cái dạng này các em nhìn cho thầy này, vế bên tay phải ấy, nó là một hàm lũy thừa đúng không? Đấy, nó hàm lũy thừa thì chắc chắn fx nó cũng phải là một hàm lũy thừa, được chưa? Đấy. Vế phải là hàm lũy thừa thì fx nó là hàm lũy thừa. Và ở đây fx nó chính là một hàm bậc 3. Vậy thì cái quan trọng là làm sao các em suy ra được cái số bậc của fx. Đấy, số bậc của fx thì cái này rất đơn giản thôi các bạn. Cái này rất rất đơn giản thôi nhá. Thì thầy sẽ cân đối cái số mũ hai vế cho thầy này, cân đối số mũ hai vế cho thầy. Thì thầy giả sử fx nó là bậc n nhá. Fx nó là bậc n, được chưa? Fx nó là bậc n. Ok chưa? Thì lúc này suy ra này, f của x mũ 3 nó sẽ có bậc là 3n, đúng chưa các em? Có bậc là 3n đúng không? Đấy, vì x mũ 3 tất cả mũ n thì nó chính là bậc mũ 3n, là bậc to nhất ấy, bậc to nhất ấy. Chúng ta xét bậc to nhất nhá. Ok chưa? Thì đến đây các em suy ra x này nhân với lại f của x mũ 3. Bậc của nó sẽ là gì các em? Bậc của nó sẽ là 3n cộng 1, được chưa? Đấy, nhân với x. Đấy, em cộng số mũ vào cho thầy nhá. 3n nhân với x thì 3n cộng 1. Ok chưa? Đấy. Thì bậc của x nhân f cộng 3 là 3n cộng 1 này, được chưa? Bây giờ em xét tiếp về đến cái bậc của thằng 1 trừ x bình như này, ok chưa? Đấy, thì suy ra f của thằng 1 trừ x bình nhá, nó sẽ có bậc là gì em ơi? Bậc to nhất đây này là x bình nhân với lại gì các em ơi? Nhân với lại x mũ n ấy thì nó sẽ ra được ngay là gì nhỉ? Bậc đây là 2 mũ n thôi các em. Bậc là 2n thôi. Đấy thì bây giờ này thì trong hai này bậc to nhất là 3n này, 3n nó sẽ lớn hơn 2n đúng không? Đấy. Ok chưa? 3n lớn 3n cộng 1 lớn hơn 2n. Ok nhá. Ok nha. Rồi, bây giờ cái bậc to nhất là bậc bên này, bậc 10 này. Đấy. Thì để hai cái thằng này này đồng nhất được với nhau thì số mũ to nhất nó phải giống nhau các bạn. Số mũ to nhất phải giống nhau. Thì đây, số mũ to nhất nó chính là 3n cộng 1 bằng 10. Và đến đây các em mới rút ra được ngay n bằng 3. Và bậc của fx nó chính là bậc 3. Bài này chúng ta chọn fx là bậc 3 rồi đồng nhất hệ số. Ngon lành chưa các em? Đấy, xịn thực sự luôn nhá. Fx nó phải là bậc 3.
thì về phải nó mới ra bậc 10 được. Bây giờ em đã có được cách chọn Abic rồi, bây giờ chúng ta tìm làm sao được bốn hệ số ABCD nó là nhanh nhất nữa là ok rồi đúng không? Bây giờ hướng dẫn các em cách xử lý cái phương trình số 1 này để ra được cái hệ nhanh nhất và tìm được hệ số đơn giản nhất. Ngon lành chưa? Xịn chưa? Ok chưa? Đấy. Ổn nhá. Ổn nhá. Còn rất nhiều skin hay, làm sao mà fix hết được. Ok chưa? Bây giờ tìm đến đến cái tìm hệ số chưa? Xong chưa các em? Ok chưa? Đó. Tiếp nha. Cứ đẩy lên được 2 lít chưa các em? Đấy, ông nào lên được 2 lít thì cáp màn hình vào nha. Không tí nữa là tôi xóa like đi xong rồi lại ngồi nhắn tin hỏi 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 xin củ cải. Ok chưa? Thôi này, nhìn tiếp này nha. Tiếp nha. Ok chưa? Bây giờ em đã tìm được Fx. Nó là bậc 3 rồi, nó là Ax mũ 3 này. Đấy, chứ nhìn cách tự luận ở trên mạng nhìn chán luôn. Đấy, làm sao mà đẹp dai được. Bx bình này cộng với cx này cộng d này, đúng chưa? Bây giờ này em xử lý là cái vế trái đi, xử lý vế trái nhá, xử lý vế trái chúng ta sẽ có được cái gì các em nhỉ? Xí rồi, chúng ta sẽ có được ngay x này nhân với f của x mũ 3 thì thằng này nó sẽ ra được ngay mở ngoặc đây là a x mũ 33 là bao nhiêu nhỉ? 33 là 9 này, được chưa? 33 là 9 này đấy, cộng với lại b 32 là 6 đúng không, x mũ 6 cộng với cx mũ bao nhiêu nhỉ? Đây, x thì thành x mũ 3 thôi, x mũ 3 nhá. Đấy, cộng với d. Được chưa? Ok chưa em ơi? Cộng với lại cái gì em ơi? F nó quả 1 chữ x bình ấy thì em thấy vậy thôi. A nhân với thằng này là 1 chữ x bình này. Đấy, tất cả mũ 3, được chưa? F quả 1 chữ x bình thì trong Fx chỗ nào có 1 chữ x bình em thay vào, chỗ nào có 1, chỗ nào có x em thay 1 chữ x bình vào nhá, được chưa? Bây giờ này đấy, cộng với lại b, cộng với b nhân với lại x bình thì em thấy bằng 1 chữ x bình vào nha, tất cả bình. Đấy, cộng với c nhân với 1 chữ x bình cộng với d. Đấy, cộng d này bằng vế phải nhá, vế phải thì không chép lại nữa. Ok chưa? Vậy đến đây chả lẽ lại 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 ngồi nhân cái đống này ra, ui mệt lắm đúng không? Đấy, nhân cái đống này rồi giản ước mũ 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 đi mệt đấy, thì làm sao các em ra được cái bốn hệ số ABCD nhanh nhất. Thì bây giờ này em đã biết vế trái với vế phải nó phải đồng nhất với nhau này. Bây giờ em nhìn cách chọn cho thầy nhá. Đấy, ok chưa? Skin này này, em chọn x bằng 0 thế vào ra được một phương trình theo ABC. Đấy, ok chưa? Chọn x bằng 1 ra được một phương trình nữa theo ABC. Chọn x bằng trừ 1 ra được một phương trình nữa theo ABC và chọn x bằng 2 ra được một phương trình nữa theo ABC. Ok chưa? Hệ bốn phương trình bốn ẩn ABCD, bấm máy tính 580 oạch phát ra đáp án, 570 không bấm được. Ok chưa? Xịn chưa? Ok nhá. Đấy, bây giờ này thay vào ra luôn bốn hệ số này. Đấy, ra luôn hệ này, có phải nhanh không? Bây giờ đến đây rồi nhá. Mà các em ngồi các em gì nhỉ? Gọi là khai triển thằng thức ra này, đồng nhất hệ số này, sau đó mới ra hệ này, mệt vãi cả đái. Nhìn kỹ này, đây thay x bằng không vào, các em ra hệ luôn cho thầy nhá. X bằng không vào đây, cái đống này về mo hết này, đống này về mo hết đúng không? Thay bằng không đây, này ra được ngay là gì nhỉ? A này cộng B này cộng C này cộng D này bằng không, một nháy đấy chưa? Đấy, về phải thay bằng không vào về không nhá, xong chưa? Tiếp tục đến x bằng một này, x bằng một thì em thay vào được một phương trình là gì nhỉ? X1 thay vào đây, nó ra được ngay là gì đây? A này cộng B này cộng C cộng D này. Đấy, đến đây thì thay bằng 1 ở đây thì nó lại về mo rồi anh em ạ. Không này, không này, không này, còn mỗi cộng D thôi. Đây cộng 2D các em ạ. Đấy, thay x bằng 1 ở đây nhá thì nó ra được ngay là 1 cộng 1 là hết rồi, trừ 2 các em ạ, trừ 2, được chưa? Đấy, thay x bằng 1 ở đây nhá thì thằng này nó ra được ngay này, A cộng B cộng C cộng D này, thay về không này, không này, không này, D bằng gì nhỉ các em nhỉ? Đấy, cộng D nữa là 2D nhá, 2D bằng âm 2, xong chưa? Phương trình số 2. Phương trình số 3. Đấy, thấy âm 1 ở đây, âm 1 đây nhá. Sẽ có được ngay là gì các em ơi? Âm 1 này trừ 1 nhá, mở ngoặc ra. Ở đây mũ lẻ thì là trừ A này. Mũ chẵn thì là cộng B này, mũ lẻ là trừ C này, cộng D này, một nháy này. Thằng số 2 thay âm 1 ở đây thì nó cũng về 0 0 0 này, đúng không? Bình phương lên bằng 1 hết mà, trừ cho nhau bằng 0 hết. 0 0 0 này. D ở đây em thấy vào đây thì nó là cộng D thôi các em. Cộng D, ngày thay âm 1 vào. Âm 1 thì mũ 10 lên thì nó cũng về đây là trừ 1 này.
âm 1 mũ 6 lên là cộng 1 này trừ 2. À cộng 2 nhỉ? Cộng 2 đúng không? Ok chưa? Đấy. Âm 1 mũ 10 lên thì bằng 1 nhá, trừ đi trừ 1 này. Ok rồi, trừ 1. 1 này, giảm được hết bằng dương 2 các bạn, dương 2. Và cuối cùng phương trình số 3 đấy, phương trình số 3 thay nó hơi mệt hơn một tí thôi. Thì em bấm thôi nhá. Phương trình số 3 này thì ở đây nó chính là x nhân x mũ 9 x mũ 10 đúng không? Là 2 mũ 10. 1024. Phương trình cuối nó hơi to tí thôi. Đấy, 1024 nhá. 1024a này, được chưa các? 1024a. Đấy, phương trình cuối bắt buộc phải mất thời gian tí. Câu này câu khó nhất điểm, khó nhất đề câu này lấy 10 điểm cơ mà, đúng không? Cắm làm mà tầm phút câu này làm quen có phải xịn không? Ok chưa các? giải hệ dùng 570 à? Phải update đi em. Update đi. Đấy, mấy 10 điểm xịn chưa? Thay x bằng 2 cho thầy nhá. X bằng 2 vào đây. Thằng này ra x mũ 7 này. 2 mũ 7 đúng không? 2 mũ 7. 2 mũ 7 nhá. Thầy ra 128 này. 28B này, được chưa? Cuối cùng C ấy, điểm 10 thì cũng muốn update con 580 tiếc. Sau em sẽ mất gấp xn lần cái số 580 đó. Ok chưa em? Được chưa? Đấy, các em thầy khuyên thật là các em muốn học skill giải nhanh của thầy từ giờ đến cuối năm thì các em nên sắm 580 đi. Chứ bây giờ ấy, hướng dẫn theo 580 ngồi nhìn 570 mà ngồi nhìn nước mắt rơi em ạ. Không thể bấm theo được đâu. Cái gì cũng thế. Bây giờ các em ra ngoài chiến trường cũng vậy, nó gần như kiểu là thi, nó gần như kiểu là ngày xưa thì gọi là đánh nhau đấy, bây giờ là chiến đấu đấy, được chưa? Chẳng lẽ đối thủ nó cầm súng lên mình cầm dao lại ra hạ cờ, nó đánh cho không lệch phát nào, đúng không? Và bây giờ các em đầu tư sang năm các em bán lại cho bọn 2K3 nó mua đầy mà giữ lại phiếu bảo hành ấy. Bán lại mua 5 lít, bán lại 3 lít bọn nó hốt hết, từ sau khi thi bọn nó hốt hết thì có vấn đề gì đâu các, đúng không? Đấy, mình phải tính kinh tế như thế. Bây giờ em tiếc mấy trăm nghìn sau đi thi em thiếu 0,2 có phải sót đâu. Sau mất bao nhiêu thời gian công sức mệt. Ok chưa? Thôi thầy không nói dài dòng nữa nhá, thay bằng 2 vào đây. Thay bằng 2 đây này, chúng ta sẽ có được 2 mũ 4 nữa, đúng không? 2 mũ 4 nha. 16 C cộng với D. Rồi, cuối cùng đến đây chúng ta thay vào đây là M2 đây, 1 trừ 4 đúng không? 1 trừ 2 bình bằng 4 mà. 1 trừ 4 thì nó ra được ngay là âm 3. Đấy, thì chúng ta bấm âm 3 mũ 3 này. Đấy, ok rồi. Nó là trừ đi 27. Thì A nhá. Tiếp tục này, âm 3 bình nhá. 33 là 9 rồi, cái này thì nhập nhanh thôi. Cộng với lại 9B này. Đúng không? 9B. Đấy, ok rồi, trừ 3C này. Trừ 3C cộng với D bằng còn cái đuôi đuôi này em phải thay rồi thôi. Trừ đi x mũ 10 này. Đấy, cộng x mũ 6. Chúng ta phải chọn cách xịn nhất các em ạ. Đẹp dai nhất nó mới ra được. Thay bằng 2 vào nha. Ra được âm 964 trừ 964 nhá. Ok rồi. Đến đây thì em hệ bốn phương trình bốn ẩn nhá. 580 mới có hệ bốn ẩn nhá. 570 đấy có đâu. Không đến lúc này hỏi thầy ơi, bấm làm sao chết. Menu này, chọn cái thằng số 9 này. Giải hệ phương trình chọn 1 này. Đấy, và chọn 4 này để nó ra hệ bốn phương trình 4 ẩn nhá. Chứ không là không nhập được đâu. Phương trình số 1 này, 1 này, 1 này. C bằng 1 này, D bằng 1 này, 0 này, xong. Phương trình số 1. Phương trình số 2 dễ tiếp. 1 này, 1 này. 1 này, 2 này và trừ 2 này. Ok. Thằng số 3. Dấu trừ ở đây em giản ước đi cho thầy nhá. Trừ trừ đây là cộng này. Đấy, cộng A này. Trừ B này, cộng C này và trừ D này. Đấy, cộng D với trừ D này hết à? Ô, hết rồi. Đấy, nó còn mỗi là A trừ B cộng C thôi. Đây là 1 này. Trừ B là trừ 1 này. Cộng C bằng 1 này. D bằng 0 này. Hệ số bên kia bằng 2 này. Ok, phương trình số 2 xong. Thằng số 3 này. Thằng số 3 này. Đây, 1024 đến đây em nhập luôn nhé. Ngủ nháp 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 mệt. 1024 này, trừ 27 này. Đấy, bấm luôn như này xịn nữa. Đấy, kỹ năng đấy cơ. Nói đến bấm máy tính thằng nào cũng biết mà. Bấm làm sao ra đáp án, đích phải ai cũng bấm được đâu. Rồi, tiếp thằng số 2, đây là 128. 128 cộng 9 nha, cộng 9. Đấy, thầy chữa rất chậm các em rồi nha, bình thường bấm nhanh hơn đấy. Ok. Tiếp tục này, 16 trừ 3 này. Ok. Và phương trình số 4 D cộng D thì nó ra 2D rồi. 2 này. Thằng này là trừ đi 964 à? 964, được chưa? Ok rồi đấy. Nhờ. Xong rồi. Đây, x nó hơi to một tí nhá, các em lưu ở na thầy kệ nó.
Y nó, ui rồi, Y nó to này, B này, Z này, lưu ẩn C này, và T lưu ẩn D này, được chưa? T lưu ẩn D, ok chưa? Ra được ngay bốn thằng ABCD rồi đấy. Thầy bấm nhập hệ đúng chưa các em? Bấm nhập hệ đúng chưa? Cái quan trọng các em phải giải được cái hệ này đúng nhá. Nhập hệ số nó đúng vào. Sau đó thì chúng ta sẽ ra được hệ chuẩn. Làm về kỹ năng phải tốt một chút. Em đã lưu bốn nghiệm vào ABCD rồi đấy. Đến đây em bấm thôi. Tích phân này của AX mũ 3 đúng không? Đấy, AX mũ 3 cộng với lại BX bình cộng với lại CX. Đấy, cộng với lại D. Được chưa các em? Cộng với D. Đấy, thế thôi. Thế cận nó cho thầy là trừ 1 đến 0 này. Ô, bấm lỗi chỗ nào rồi à? Hệ này các em xem lại nhá. Hệ này các em xem lại, thay thay lại cho thầy xem nào. Hệ như có vẻ như là nhập nhầm cái hệ rồi. 16C cộng 2D à? Sai sai phương trình cuối à? Rồi, thế thì để thầy nhập lại nhá. Sai phương trình cuối rồi. Thầy nhập thiếu 2D à? Đúng rồi. Rõ có đấy là nhập 2D mà. Menu này 914 nhá, nhập lại cho thầy nhá. Phương trình số 1 đúng rồi đúng không? 1 với 2 dễ rồi. 111 này. T bằng 1 này, 0 này. Thằng số 2 nhá. 1 này, 1 này, 1 này, 2 này. Và trừ 2, các em nhập lại phương trình cho thầy nhá. Thầy cái nghiệm nó xấu 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 kiểu kiểu kia nhìn có vẻ như là hệ thì nhập sai. Em phải giữ làm cái tính quen nó thế các bạn. 1 này trừ B này là trừ 1. C bằng 1 này. D bằng 0 này, đây là bằng 2 này. Quy trình cuối cùng nhá, đây là 1024 đấy. Trừ đi 27. Đang thiếu vitamin cơm anh em ạ, đang đói. Ok 128 này cộng 9 này. Đấy, ok rồi 16 trừ đi 3 này. D với D là 2. Rõ đấy thì đọc 2D mà nhờ. Đây là trừ 964 này. Rồi đấy. Ok. Ơi, nghiệm ra đúng mà các em. Tổng 3D à? Đâu thì xem lại xem nào. Từ 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 từ. X bằng 2. Từ từ nha các em nha. Thấy bằng 2 đây này. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tổng 3D quên. Rồi rồi. Đây. Nhân vào cái chỗ này này. Còn cái thằng x nhân đây nữa nhỉ? Quên, sorry các em nha. Đây rồi. Đấy, còn x nhân với d chỗ này nữa. Quên, sorry các em nha. Cái này 2D cộng d là 3D này. Đấy, đậu xanh. Phương pháp chuẩn nhưng mà thiếu cơm thế nên nó lại bị nhầm anh em ạ. Mệt thực sự. Chỗ này thì các em sửa phương trình cuối này, đây là 3T nhá. 3T. Đấy. Đúng rồi. Nó phải 3T mới ra bán được. Ok rồi đấy. Đấy, ra nghiệm đẹp rồi. Ok, thì nghiệm này em không cần viết lại đâu. Em lưu ẩn A thầy nhá. X lưu ẩn A này. Đấy, Y lưu ẩn B này. Đấy, Z lưu ẩn C và T lưu ẩn D thôi. Được chưa? Rồi đấy. Đấy, có bốn ẩn ABCD rồi. Thì em thoát ra em bấm tích phân oạch phát xong mà A này x mũ 3 này cộng với BX bình này. Đấy, thế thôi, cộng CX cộng D. Cộng D, được chưa? Cận cho thầy từ -1 đến 0 nhá. Ok, âm 13/4. Xịn thực sự luôn các bạn. B rồi. Đấy. Thì cái quan trọng nhất là chỗ này này. Các em phải tìm có cái hai cái key quan trọng của bài toán này. Đấy là chúng ta sẽ có được cái số mũ của fx, các em phải giữ được fx nó phải là bậc 3. Và thứ hai, thay được fx vào đây rồi, các em phải ra được cái skin chọn x này này thì mới ra được phương trình nó nhanh. Ra được hệ bốn phương trình bốn ẩn ABCD và bấm ra đáp án được nhá. Ok chưa? Thay phải thay chuẩn nữa, không lại nhầm. Thì rất đãi là toàn. Ok chưa các em? Dùng năng lượng hết từ bữa cơm lúc nãy. Rồi, đang đói anh em ạ, đang 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 đói. Vừa mới dậy đớp được qua loa được tí nhảy lên đây live này. Ok, thì đây là những cái skill mà thầy giải những cái câu cuối rất là hay và đặc biệt. Thì bạn nào muốn tư vấn về khóa học về những cái skill giải nhanh kiểu kiểu như này thì bạn inbox cho thầy sau live nhé. Còn bây giờ thì chúng ta nghỉ thôi, đi ăn cơm trưa anh em ạ, đói lắm rồi. Hẹn gặp lại các em trong buổi live tiếp theo nhá. Goodbye.